Vâng, xin chào mấy chị. Em tên là Nguyễn Thúy. Hiện tại thì anh Thúy đang cầm một cái siêu phẩm mới vừa ra mắt trên thị trường một tháng nay, nhưng mà có rất là nhiều các chị em tin dùng, và đặc biệt hơn nữa là sản phẩm này đang làm mưa làm gió trên thị trường Việt Nam trong thời gian gần đây đó mấy chị. Mọi người đã biết là trên thị trường có rất là nhiều các loại tắm trắng, nhưng mà hiếm có những sản phẩm, hiếm có những cái loại tắm trắng nào mà vừa có thể là sử dụng được cho mặt và có thể sử dụng được cho cả body, đặc biệt hơn nữa là có thể sử dụng được cho mẹ bầu và mẹ đang cho con bú. Hiện tại em thấy là nhân chứng sống, em thấy mới vừa sinh em bé được 2 tháng 10 ngày, và bây giờ em thấy sẽ test cho mọi người xem cái sản phẩm tắm trắng này nha. Và trước khi test để tháo cái dây chuyền ra cái đã. Vâng, và bây giờ em thấy sẽ test cho mọi người xem thử nha. Và cái sản phẩm này á, là nó gọi là lành tính cho được sử dụng cho cả mẹ bầu, mẹ đang cho con bú. Mẹ cảm thấy đang sinh em bé sau mới vừa được 2 tháng, và bây giờ em thấy sẽ test cho mọi người xem trực tiếp ở trên da của mình luôn nè. Đấy, sau khi sinh em bé một tháng là em thấy đụng nước được là em thấy đã tắm rồi. Tại vì cái này nó rất là tính, lành tính thì mới sử dụng được cho mẹ đang cho con bú và mẹ đang mang bầu như mấy chị nhé. Để bữa nào em thấy test trực tiếp lên bụng bầu cho mọi người xem nhé. Cái này là thoa đến đâu là nó thấm đến đó, nó không phải là cái dạng tắm trắng có chứa acid, không có chứa những cái loại gọi là gây ảnh hưởng gây bào mòn da. Trên thị trường có rất là nhiều những cái loại mà tắm trắng đó, khi mà một người tắm đó, nó lên 6-7 tông luôn, nhưng khi một người ngưng đó, là nó sẽ đen lại liền, nó sẽ hồi da lại liền. Nhưng riêng cái đặc biệt cái sản phẩm đó, tắm trắng của bên Thúy đó, là khi mọi người tắm xong đó, là nó sẽ không có bị hồi da trở lại trắng. Khi mà nó đã lên được cái lần đầu tắm lần đầu tiên là nó sẽ lên được khoảng 2 đến 3 tông như mấy chị nhá, lên 2 đến 3 tông. Sau khi mà ngưng rồi là nó vẫn giữ hồi da như vậy, chứ nó không có bị tuột, nó không bị tuột, đó là cam kết 100%. Nếu như chị em về sử dụng á mà cảm thấy không ưng thì có thể trả lại đây, thế có thể là hoàn tiền này cho mọi người luôn. Và đặc biệt hơn nữa là sản phẩm này nó khác so với những loại sản phẩm khác ở một cái chỗ là nó không có châm chích, không có ngứa và nó không có bị vàng vàng lon nữa. Sản phẩm này em thấy rất là thích luôn, đặc biệt là cái giá của sản phẩm này thì mọi người yên tâm và tin dùng. Giá sản phẩm này trên thị trường là đang bán với giá là 270 ngàn, mà em Thúy vẫn đang phân phối là hệ thống của em Thúy vẫn đang bán với giá là 270 ngàn. Nhưng mà đặc biệt hơn nữa là trong cái video clip lần này, nếu như chị em nào yêu thương em Thúy chia sẻ cái video clip này á, là em Thúy sẽ tặng cái này là tặng nhá, là em Thúy sẽ tặng thêm cho mọi người một tip nữa, có nghĩa là mua 270 ngàn chia sẻ cái video clip này thì mọi người sẽ được tặng thêm một tip nữa, có nghĩa là 270 ngàn được miễn ship mà tới 2 tip lần. Thì cái chương trình này là em Thúy chỉ gọi là mình dành cho 100 chị em đầu tiên yêu thương em Thúy chia sẻ cái video lần này. Và mọi người ơi, khi mà mọi người sinh xong là mọi người sẽ bị thâm nách nè, nách của em Thúy bị thâm, khi sinh xong là bị thâm, hai đứa rồi bị thâm, cho nên là mọi người thoa mạnh vào chỗ nào thâm là mọi người có thể thoa mạnh vào. Tại vì cái sản phẩm này á là nó được cái là nó làm điều màu da, dưỡng trắng sáng da và làm điều màu da. Trong video clip lần này là nó chỉ có giới hạn là 5 phút thôi, em Thúy sẽ không có chia sẻ hết. Nhưng khi mà mọi người test là mọi người nhớ nè, là mọi người muốn trắng nhiều quá thì mọi người để tầm khoảng 10 phút. Còn nếu như em Thúy là Thúy tắm hàng ngày rồi, một tuần em Thúy tắm 2-3 lần rồi, em Thúy chỉ còn 2 đến 3 phút là em Thúy rửa thôi. Còn mọi người ví dụ như mới tắm á, thì mọi người để lâu lâu chút xíu 5 đến 10 phút nha. Còn khi mà tắm quen rồi mọi người chỉ còn 2 đến 3 phút là được rồi, như em Thúy là 2 đến 3 phút. Và lưu ý là một tuần là mọi người tắm cho em Thúy là tầm khoảng độ là 2 đến 3 lần đối với những cái gọi là mới tắm. Còn khi tắm lâu rồi là một tuần chỉ còn tắm 2 một lần thôi là được rồi nha mấy chị nhá. Rồi, thì bây giờ em Thúy sẽ massage cho mọi người xem ha. Đó, mọi người chỉ cần massage như vậy thôi đó. Cái này cái video này luôn thôi, đâu thấm đâu, mọi người không có lỗ một xíu nào luôn, nó thoa xong nó đẹp còn da, có thể nếu như mọi người ngủ lâu thì mọi người có thể dùng cái này nè. Mọi người tắm xong nó đẹp còn da, mọi người thì mặc đồ vô và mọi người thấy hoạt động thì mọi người ngủ lâu thì sẽ trắng lâu hơn. Còn nếu như em thấy là em không có thời gian, em phải ngủ tầm 2-3 phút thì sẽ không trắng là mọi người. Đấy, nó trắng lắm luôn đó, cái này là nói thật luôn, là những cái tinh chất của cái sản phẩm tắm trắng này nè, nó sẽ ăn sâu vào cái lớp của biểu bì và nó sẽ kích trắng trắng từ bên trong trên cái màu trắng, còn nó tẹt cái màu da của mình, nó y như là trắng từ ở trong cơ thể trắng ra, giống như mình uống viên trắng da vậy đó, chứ nó không có kiểu mà trắng và bạch tạng mà cái kiểu giống như là trắng như mình đánh kem mà hơi bị lố tay, nó không có đâu mọi người nhìn nè. Đấy, và bây giờ em Thúy sẽ xả cho mọi người xem nhé, tại vì em Thúy tắm hàng ngày rồi, thành thử ra cái da mình nó cũng hơi trắng rồi, cho nên là khi mà mình mọi người tắm thì mọi người sẽ không thấy được là cái tông nó lên rõ ràng, nhưng mà chắc chắn là mọi người sẽ hài lòng với cái sản phẩm này. Đây, một cái sản phẩm nó an toàn thì mình mới dám sử dụng cho mặt, mới dám sử dụng cho mẹ bầu, mới dám sử dụng cho mẹ đang cho con bú như mấy chị nhá. Chứ một sản phẩm tào lao không ai dám mà sử dụng cho mặt, nó hư mặt chết luôn á nha mấy chị nhá. Rồi, mấy chị đặt hàng thì mấy chị có thể để lại số điện thoại bên dưới, thì các bạn chuyên viên của bên em Thúy sẽ tư vấn cho mọi người coi nè. Tắm xong là cái da của mình nè, trời ơi nhìn nè, đã không, nó trắng mà xanh ló cái nó gân luôn á mọi người, giá gọi là nó trắng xanh mà nó lộ cái đường